Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay Vượng giới thiệu với cả nhà một bộ bonsai nha các bác nha. Được ghép từ tinh thể ruby đấy. Tinh thể ruby. Cây này là cây nhựa nha các bác nha. Đây là một bộ bonsai dành cho bác nào sưu tập. Cái này để phòng cách khách hoặc là để bày tủ thì rất chi là ok nha các bác nha. Ruby thì lượng khí nó rất là cao rồi, đem lại tài lộc cho các bác chơi. Bonsai này này em gặp lịch tí. Bác nào có nhu cầu giao lưu hoặc muốn sở hữu thì liên hệ với em nhé. Bộ này rẻ đâu, dao động vài triệu rồi, lá rất chi là mềm, các bác có thể chơi được. Và anh chị em nào muốn giao lưu thì liên hệ với Vượng qua số điện thoại hoặc Zalo là 0363 314 173. Và anh em nào có cùng sở thích đam mê về cái dòng đá này thì cũng có thể là đăng ký kênh và giao lưu các món hàng với nệ súp nhé các bác nhé. Tinh thể ruby đấy, rất nhiều tinh thể đẹp nhé các bác nhé. Ruby được viên nhé các bác nhé, không phải ruby nước ngoài đâu.